ngắm đoạn cao tốc Bến Lức Long Thành sắp thông xe. Đoạn cao tốc Bến Lức Long Thành, đoạn qua tỉnh Đồng Nai, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 12 năm 2024. Đoạn cao tốc này thuộc gói thầu A7 và một phần gói thầu A6 đi qua rừng ngập mặn xã Phước An, huyện Nhân Trạch và Phước Thái, huyện Long Thành. Điểm đầu tại nút giao tuyến đường dẫn vào cảng Phước An, huyện Nhân Trạch và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 51, huyện Long Thành. Đây là tuyến đường huyết mạch giúp lưu thông hàng hóa đến cảng Phước An, cảng lớn nhất tỉnh Đồng Nai, sắp đi vào hoạt động. Trên đoạn tuyến này có cầu vượt sông Thị Vải. Cầu này dài 3,3 km, là hạng mục khó khăn nhất của gói thầu A7, với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Hệ thống biển báo trên đoạn tuyến cao tốc này đã được hoàn tất. Tuyến đường đi vào hoạt động sẽ giúp kết nối lưu thông hàng hóa từ nhiều địa phương của tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu với cảng Phước An, góp phần phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành dài 57,8 km đi qua tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư là 31.320 tỷ đồng, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản SICA cùng với vốn đối ứng trong nước.